Dạ mời cô. Chào chị, anh Điền đang đợi chị, mời chị vào trong. Ừ. Mày lộng hành lắm rồi, không coi anh hai tao ra gì hả? Anh hai, em cơ hội chuộc lỗi cho anh hai. Mày đừng lộn xộn. Mày không thấy anh hai tao đang bận sao? Anh hai em biết lỗi, anh hai tha cho tụi em đi anh hai. Im hết đi. Vô đi. Anh lỗi cho em. Chị hai tha cho em nha. Có chuyện gì vậy anh? Lại đây. Còn nhiều chuyện vui lắm. Bây giờ em là bạn gái của anh, là chị hai của tụi nó. Bất cứ thằng nào hó hé, tao bóp nát đầu. Hiểu chưa? Chú Cống. Ừ. Đem người đó vô đây. Anh chị hai mà không quỳ xuống hả? Quỳ xuống. Em là chị hai rồi, muốn xử sao tùy em. Ok anh, em biết xử tôi nói thế nào rồi. Chị hai, ta lỗi cho em. Chị hai, tụi em đi. Chị hai, tôi biết lỗi rồi mà. Hai đứa bay á, đừng có dập đầu nữa. Đứng về rót rượu xin lỗi anh hai đi. Dạ. Để mà anh hai, nể tình chị hai tụi bay, tao uống ly rượu này. Lần sau tụi bay còn như vậy nữa, tao uống máu tụi bay đó, hiểu chưa? Dạ em mời chị hai. Tụi mày tưởng đâu tao tha tội cho tụi mày dễ dàng vậy hả? Lùi lại, quỳ xuống, tự tát vô mặt mình 100 cái. Mày mày tăng mạnh lên mày, đừng để chị hai tao ngứa mắt. Tới phiên tao là tụi mày hút cháu đó. Chị hai tha mạng cho em đi chị hai. Em biết lỗi em rồi, em có mắt mà cũng như mù. Em không biết chị là người của anh hai. Chị tha mạng cho em đi chị hai. Tha cho em đi chị hai. Chị kêu em gì em cũng làm hết á. Tha mạng cho em đi mà chị hai. Em xin lỗi chị mà chị. Cái tát này là mày nợ tao. Tao đòi lại. Chuyện này là chuyện nhỏ, giờ mới là chuyện lớn. Không. Tha cho em đi chị hai. Tha cho em đi chị hai. Xử đi mày. Tha mạng cho em đi chị hai. Tha cho em đi mà chị hai. Xử đi. Xử xử đi mày. Ở đây cứ để thằng chuột nó lo đi. Em không cần phải bận tâm mấy đứa tép riêu này đâu. Anh đưa em lên phòng nghỉ nha. Không. Chị hai cứu em đi chị hai. Tha cho em đi mà chị hai. Tính đi đâu hả? À! Tha cho tôi đi mà. Mày la lên đi. Tha cho tôi đi mà. Anh.
Ê, ê, cho tôi vô với, cho đi tôi ra. Vô. Sao tự nhiên vô duyên? Anh có mặt trong căn nhà này giống như là một cái xác không hồn vậy. Anh cũng phải mở lời đi chứ. Chúng ta bất đồng quan điểm đã lâu, có nói gì đi chăng nữa cũng không chia sẻ được gì đâu. Lệ à, anh Vũ, anh đúng là người cứng đầu. Tôi là loại người biết nhận thức được mọi chuyện, chứ không phải loại nhạt nhẽo như anh nghĩ đâu. Cô luôn suy nghĩ và sống theo cách của mình, có quan tâm người khác suy nghĩ như thế nào đâu. Bao nhiêu năm rồi tôi phải sống trong căng thẳng, cứ tranh cãi nhau như thế này tôi mệt mỏi lắm. Anh nghĩ là tôi sung sướng lắm sao? Tôi đâu phải là cái loại đàn bà ham chơi lêu lỏng hay là bỏ bê chồng con đâu chứ. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, lúc trước á, chẳng qua là vì tôi ham kiếm tiền để lo cho gia đình, vì áp lực công việc cho nên có những lúc tôi lớn tiếng và nặng lời với anh. Tại sao anh không thể bỏ qua và hãy quên những chuyện đó đi mà cứ nhớ hoài vậy chứ? Vậy còn cô, cô có hiểu gì về lòng tự trọng của một người đàn ông không? Trong khi tôi xa cơ thất thế, cô kiếm được tiền, cô nghĩ rằng khi cô có tiền rồi cô có quyền nhục mạ người khác hay sao? Tôi là thằng đàn ông vô dụng trong gia đình của cô. Tôi rời khỏi gia đình này một phần cũng vì đồng tiền của cô đó. Anh Vũ à, tôi biết là anh cứ hay nhắc lại chuyện cũ để trách móc tôi, nhưng mà anh cũng nên nhớ một điều, chính má anh là người đã ham mê tài sản của nhà tôi mà ép anh phải lấy tôi. Cô, nói tóm lại, cuộc hôn nhân của hai chúng ta là đều có sự sắp đặt và tính toán, cho nên anh cũng đừng đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu của tôi chứ. Tôi nói cho cô biết, cái nỗi khổ của tôi bao nhiêu năm nay cô có biết không? Thùy đã tự tử ngay trong đám cưới giữa tôi và cô. Mẹ tôi biết chuyện này đã rây rứt biết bao nhiêu. Nếu cô còn nghĩ tới Cẩm Tú thì đừng bới móc tới chuyện này nữa. Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã cố gắng cắn răng chịu đựng, sống cho hết kiếp người vậy. Nếu như giữa tôi và anh không có Cẩm Tú thì chắc anh cũng chẳng bao giờ bước chân vào căn nhà của tôi. Anh Vũ à, tất cả những gì mà anh đã đối xử với tôi sẽ nhớ mãi. Thường ngày 340 ít nói, sao hôm nay có vẻ giận dữ như vậy chứ? Chẳng lẽ hai người cãi nhau sao? Nhưng mà tại sao ta? Ba mẹ ơi, hai người đều là thần tượng của con. Gia đình mình xưa nay là một gia đình luôn hạnh phúc. Ba mẹ nhất định phải là tấm gương cho con noi theo đó nha. Trời ơi là trời. Sao vậy? Có bị giật đồ không? Con có té đau chỗ nào không? Lượm túi sách lên cho gì đó đi. Con mất gì không con? Lớn tuổi rồi mà còn mất nhân tính. Nó không có còn tính người nữa. Mệt rồi. Cái chuyện gì vậy? Tội nghiệp quá rồi. Đã nghèo gặp cái eo nữa. Chồng thì mới chết, chưa có được bao nhiêu ngày nữa. Vậy mà bọn cướp cũng không tha cho. Mấy cái quần khốn nạn gì đâu. Bọn chúng đã lấy hết của cô bao nhiêu tiền vậy? Mất túi của tôi rồi. Tôi thì đi dài dài mua thuốc cho con tôi mà giờ cũng mất hết trơn rồi. Cướp giật của người giàu. Khổ ơi nè. Ờ cô ơi, con còn bao nhiêu đây? Cô cầm tạm để lo thang thuốc cho cháu nha.
dám ăn cơm của tôi của má. Tôi có tiền của tôi cho con tôi rồi. Đại bà cô ơi cho cô. Không sao đâu, cô đừng có nói như vậy. Dạ cảm ơn cô. Đỡ ba lên đi. Rồi rồi xong rồi thôi thôi đi. Thôi đi, thôi giải tán.